Xin kính chào quý vị và các bạn. Nhân ngày đầu tiên của năm mới 2012, xin chúc quý vị và các bạn một năm mới thật nhiều sức khỏe và thành công. Và bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin sẽ có những nội dung chính sau đây. Thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về người Việt dùng hàng Việt, bên cạnh các mặt hàng dệt may và gia dụng, thì đối với ngành dược phẩm, thuốc nội đã đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu sử dụng thuốc trong nước. Bên cạnh việc đầu tư về máy móc, trang thiết bị, nhân lực, các đơn vị sản xuất đã đưa ra nhiều loại thuốc đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, đáp ứng được nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến năm 2011, đã có tới 1.086 chế phẩm thuốc đông y đang lưu hành trên thị trường. Một số doanh nghiệp nắm bắt được sự phát triển của thị trường đã bắt đầu đầu tư các nhà máy chiết xuất ở các vùng nguyên liệu. Công ty cổ phần dược thảo Phúc Vinh đang xây dựng nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP WHO tại khu công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai, Hà Nội, dự kiến đi vào hoạt động đầu năm 2013. Tôi lòng say nghề nghiệp, cho nên là chúng tôi nghĩ là phải phát huy, ứng dụng những cái kinh nghiệm và những cái bài thuốc tinh hoa của y học cổ truyền. Cái mà để gọi là sản phẩm chức năng để mà cho mọi người thì cái bộ phận thế giới hiện nay đương là chiếm cao nhất, sử dụng khoảng hơn 8.000 là khách hàng. Theo nhiều nhà nghiên cứu dược liệu, trong kho tàng thực vật nước ta có hàng trăm loại dược liệu có chứa hàm lượng lớn với những hoạt chất quý giá dùng để sản xuất nguyên liệu bào chế thuốc thành phẩm. Với mục đích nghiên cứu, khai thác và chọn lọc tinh hoa của y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại để có những sản phẩm chất lượng hiệu quả, Phúc Vinh đã sản xuất ra hàng chục sản phẩm thuốc và thực phẩm chức năng để phòng và chữa bệnh như thiếu máu, xuất huyết, viêm loét dạ dày, hành tá tràng, sỏi thận, viêm gan. Cách đây nửa tháng em bị nhịp tim tự nhiên thế đập nhanh và cảm thấy lồng ngực này nó hồi hộp, cảm thấy mình cái tim cứ đập như mình thấy ngay được nó đập vào lồng ngực mình. Thì em đến khám bác sĩ và bác sĩ tư vấn kê đơn là dùng thuốc hải huyết APV ạ. Đề án phát triển công nghiệp dược và xây dựng mô hình hệ thống cung ứng thuốc của Việt Nam giai đoạn 2007-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 của Chính phủ xác định xây dựng cơ sở chiết xuất hoạt chất tinh khiết từ dược liệu để đảm bảo 20% nhu cầu hoạt chất cho sản xuất thuốc vào năm 2015 và 30% vào năm 2020 đã mở ra hướng đi mới cho nhiều doanh nghiệp sản xuất đông dược.